quá khứ chưa biết về sư thích minh tuệ. Để hiểu hơn về người đàn ông xem mọi thứ là con số không này, phóng viên Tiền Phong đã có buổi chia sẻ với ông Lê Xuân, thân sinh ra, sư thích minh tuệ, cách thành phố Pleiku, Gia Lai, chừng 40 cây số. Ông Lê Xuân, 84 tuổi, thân sinh ra, sư thích minh tuệ, cùng vợ sống trong căn nhà hai tầng khang trang ở một xã của huyện Iagrai, Gia Lai. Dù lớn tuổi nhưng ông Xuân vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn, ông Xuân kể, cách đây hơn 30 năm, ông cùng gia đình từ huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào huyện Iagrai, Gia Lai, lập nghiệp. Ông Xuân cùng vợ có ba người con trai và một người con gái. Trong đó anh Lê Anh Tú là người con thứ hai, hiện đã 43 tuổi. Ông Xuân chia sẻ, ngay từ nhỏ, Tú là người con trai lành hiền, hiếu thảo, học lực khá nên được mọi người quý mến. Học xong phổ thông, theo nghiệp bố, anh Tú đi bộ đội trường 3 năm, sau đó theo học trường trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên, Gia Lai. Ra trường, anh Tú làm đo đạc cho một công ty tư nhân ở Đắk Lắk. Thời điểm này anh Tú đọc những sách về Phật nên đã ăn chay, tu tại gia. Gia đình hồi ấy cũng khá lo lắng vì không thấy anh có bạn gái, tâm tư cũng không muốn lập gia đình. Gần 10 năm về trước Tú có đọc sách về Phật pháp nên phát nguyện đi tu. Lúc ấy tôi nói đi tu rất khó khăn nhưng đã quyết thì phải tu trọn vẹn, không được phá giới, phải chân cứng đá mềm, không tham lam sân si. Lúc đi Tú để lại cho tôi một cái đồng hồ điện thoại, tủ lạnh, 8 mét vải màu vàng, ông Xuân nói. Ông Xuân bộc bạch, hai người con trai còn lại cũng theo truyền thống của cha, đi bộ đội trước khi đi học nghề. Anh trai của sư thích Minh Tuệ sau khi đi bộ đội về học hành, rồi làm giám đốc một doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Gia Lai. Bởi vậy gia đình ông Xuân hiện thuộc diện khá ở địa phương. Lau giọt nước mắt, ông Xuân bày tỏ sự thương nhớ con trai. Tuy vậy qua mạng xã hội, ông thấy con trai mình được mọi người ủng hộ nhiều nên thấy rất ấm lòng. Vợ tôi đẻ rơi Tú ngoài đường, do lúc ấy đi làm ruộng nên về nhà không kịp. Từ nhỏ Tú đã có lòng từ bi với mọi người, không bao giờ muốn làm ai buồn lòng. Ai em nó cũng xem là cha mẹ, phải học hỏi. Tú đi cả chục năm nay chưa về rồi nhưng thời gian này mọi người mới để ý nhiều, ông Xuân xúc động chia sẻ.